Thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, như ông Vũ Bá Phú đã chia sẻ, trong năm 2020, Trung tâm ASEAN Hàn Quốc, Cục Xúc tiến Thương mại và Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc đã tổ chức thành công giải thưởng thiết kế xuất sắc ASEAN Hàn Quốc năm 2020. Và tại Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu 2020 ngày hôm nay, Cục Xúc tiến Thương mại đại diện cho ban tổ chức cuộc thi giải thưởng thiết kế xuất sắc ASEAN Hàn Quốc 2020 lần thứ nhất rất vui mừng trao giấy chứng nhận giải bạc cuộc thi cho đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Rebin Coffee với thương hiệu cà phê Tây Nguyên Việt Nam cùng các dòng sản phẩm sạch, an toàn và chất lượng. Rebin Coffee đã xuất sắc vượt qua rất nhiều doanh nghiệp trong khu vực ASEAN và Hàn Quốc để trở thành đại diện của Việt Nam nhận được chứng nhận danh giá này. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại lên trao chứng nhận giải thưởng thiết kế xuất sắc ASEAN Hàn Quốc 2020 và kính mời bà Văn Thị Loan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Rebin Coffee lên nhận chứng nhận. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn ông Vũ Bá Phú, bà Văn Thị Loan và xin chúc mừng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Rebin Coffee.